Có kiêng có cữ, có chú thì phải có cháu. Với Dora đã lên sóng thì làm sao thiếu được cô cháu rồng Loli hiếu chiến Milimnava được. Với một gia thế khủng khi là con gái của long chủng đầu tiên Vedanava cộng thêm việc là bạn thân của chủ tịch Rimuru, thì không có lý do gì mà hai đệ tộc bọn tôi không tìm tòi thêm thông tin về nhân vật đầy thú vị này cho anh em cả. Nếu anh em tinh ý thì trước đây bọn tôi đã từng làm video về nhân vật này rồi, nhưng ngày hôm nay là một bản full 4K hoàn thiện hơn về nội dung, đảm bảo không hay không lấy tiền, chỉ lấy view thôi. Không rông dài nữa, mời anh em ngồi ngay ngắn để thưởng thức video Slim Data Ken hôm nay về Milim nào, let's go! Một tổng quan. Tên Milimnava, chủng tộc Long Ma Nhân. Anh em lưu ý là khác với Long Nhân nhé, bởi nó có thêm chữ ma. Danh hiệu chân ma vương, bạo chúa hủy diệt, ma vương thượng cổ và maybe là rồng Loli hiếu chiến. Milim là một trong những trụ cột của ma vương thượng cổ. Cô là một người đặc biệt và có sức mạnh áp đảo trong số các ma vương. Cô được xếp hạng S đặc biệt hay còn được gọi đến là cấp thiên tài theo hệ thống phân cấp do Yuki Kagurazaka tạo ra. Đây là một xếp hạng cực kỳ hiếm chỉ dành cho một số ma vương như Ghi, Milim và các long chủng, nếu không nói tới thời điểm Tempest tạo ra bảng xếp hạng theo EP. 2. Tiểu sử. Về thân phận, Milim chính là sản phẩm sinh học của một đêm ứ ử giữa tinh long vương Vedanava và Lucia, em gái của Rudra. Nên nói ngắn gọn, theo quan hệ dòng dõi thì cô là cháu của các long chủng khác và Rudra. Trước đây, Milim có một con vật cưng được cha mình tặng, nhưng pet này hơi khủng vì nó là loài rồng và sẽ là hiện thân của ông ta vào một ngày nào đó. Đáng tiếc thay, người bạn rồng của cô đã lìa đời dưới bàn tay đẫm máu của một vương quốc nọ với mục đích điều khiển Milim. Trong cơn thịnh nộ, Milim đã ra tay tàn sát cả vương quốc đó. Sự kiện này đánh dấu việc Milim thức tỉnh thành chân ma vương, nhưng đồng thời cũng khiến cô mất kiểm soát. Hậu quả là cả thế giới gần như bị đẩy đến bờ vực của sự diệt vong. Người đã ra tay ngăn cản Milim là Gil Grimson. Trận chiến của họ diễn ra trong một tuần và không có kết quả. Trận chiến ngã ngũ với việc Milim tỉnh cơn lú, à nhầm cơn giận lại. Và người làm điều này chính là nữ hoàng tinh linh Lamris, nhưng đổi lại cô nàng này phải trả một cái giá rất đắt cho hành động của mình. Sau đó cả ba người gồm Ghi, Milim và Lamris đã cùng nhau trở thành thế hệ đầu tiên của Hội đồng Ma Vương. Milim được người đời cung kính gọi với danh xưng bạo chúa hủy diệt, dịu dàng hơn thì được gọi là công chúa rồng. Là một người ghét sự nhàm chán vì tuổi thọ không có giới hạn nên Milim đã thấy hứng thú và quyết định giết thời gian bằng việc khai sinh ra một ma vương mới. Cô đã nhúng tay vào kế hoạch của Clement. Đây cũng là sự kiện đầu tiên đánh dấu sự xuất hiện của cô trong màn truyện chính. 3. Ngoại hình. Về phần ngoại hình, Milim được miêu tả là một cô gái xinh đẹp với màu tóc màu hoa anh đào nhưng mà Loli. Theo Rimuru, ở lần đầu chạm mặt thì Milim có ngoại hình khoảng 14 đến 15 tuổi. Lúc đó cô mặc một bộ trang phục trông nó giống như bộ bikini đi biển để lộ khá nhiều da thịt và chưa rõ nguồn gốc chất liệu tạo nên. Vì trang phục hiện tại của Milim khá cả lộ nên nhóm Rimuru đã chuẩn bị cho cô ấy một trang phục được may bằng tất cả những gì mà họ có xung quanh vào lúc đó, nhưng Milim đủ xinh để mặc gì cũng ổn. Trong volume 14, Milim cũng được Rimuru nhắc đến là có ngoại hình giống với Velvet dạng bình thường. 4. Tính cách. Milim có tính cách khá trẻ con, gọi là trẻ trâu cũng không sai, như từ chối việc thức dậy sớm, tham ăn và để đánh thức cô ấy là một việc không hề dễ dàng. Cô cũng rất ham chơi và vô trách nhiệm khi bỏ bê lãnh thổ của mình để cho thuộc hạ tự xử. Ngoài ra, cô ấy cũng rất tự hào về bản thân. Milim rất coi trọng tình bạn. Cô sẵn sàng tiễn vong bất cứ ai động đến bạn của mình, chẳng hạn như là lần chú rồng cương bị giết, cô đã lên cơn thịnh nộ và tàn sát những kẻ đã gây nên vụ sát hại. Hay ở những vòng lặp khác của Chloe khi Rimuru chiến đấu với đế quốc và một đi không trở lại. Rimuru lúc này được cho là đã chết nhưng sự thật thì cậu vẫn còn sống, chỉ là thời gian phục hồi hơi lâu mà thôi. Khi đó Milim đã hướng tất cả sự tức giận của mình đến đế quốc, nhưng trước khi Milim kịp gây ra bất kỳ thiệt hại đáng kể nào, Ghi đã ra tay ngăn cản cô rồng Loli này. Cuộc chiến kinh thiên động địa của bọn họ một lần nữa tái diễn. Trong phần mở đầu của volume 18, khi Obera, một trong thất thiên sứ nguyên thủy, đến thông báo cho Milim về việc người gì trước nhiệt long Velgrind của mình đã rơi vào tay Fairway. Milim muốn gì giải cứu Rimuru ngay lập tức nhưng Obera đã nói mọi hành động bây giờ là quá muộn. Milim ngay lập tức trở nên tức giận vì người bạn thân nhất có thể sẽ bỏ mạng. Nghe gì mình gặp nguy thì không thèm lo, còn bạn thân thì hết mình. Đúng là gia môn bất hạnh, gia đình bất ổn. Về các mối quan hệ của Milim. Với Rimuru, đầu tiên là với nhân vật chính của câu chuyện Rimuru Tempest. Trong vụ của ma vương Orc, Milim rất kỳ vọng vào sức mạnh của ma vương Gale sẽ phát triển như thế nào. Đó là động lực duy nhất để Milim tham gia vào kế hoạch của Clement. Nhưng sau khi Gale mất thất bại, cô đã để mắt đến Rimuru và đến thăm Tempest. Khi nhìn xuống thị trấn, Milim đã rất bất ngờ khi tất cả mọi ma vật đều đang làm việc cùng nhau. Bọn họ đều có trí thông minh, tức ma nhân, trong đó có cả các ma vật hạng A hoặc cao hơn. Kẻ yếu người mạnh nhưng bất chấp khác biệt sức mạnh, bọn họ vẫn làm việc cùng nhau. Milim không thể tưởng tượng ra nổi kỹ năng lãnh đạo nào để khiến tất cả mọi người đều tuân theo lệnh. Sau đó, khi Milim dùng long nhãn của mình để quan sát, cô không thể giấu sự ngưỡng mộ và nghĩ trong đầu thật tuyệt vời, vì gần như mọi cư dân ở thị trấn đều có tên. Và lần đầu tiên sau nhiều thế kỷ, Milim cảm thấy phấn khích xen lẫn cảm giác sốc từ trái tim mình. Không đời nào Milim sẽ nghĩ đến việc làm ra một điều như thế này. Đặt tên cho người khác tức cho đi một phần sức mạnh của mình và có khả năng không bao giờ lấy lại được. Không một ma vật nào dám làm thử một điều nguy hiểm như thế. Trong một thế giới chưa theo luật kẻ thắng người thua như này thì không có gì khó chịu hơn với Milim việc để sức mạnh của chính mình biến mất.
Giờ đây và trong tâm trí cô chỉ có mỗi một kẻ mà ai cũng biết ở Tempest này. Sau đó như thế nào thì xem anime mọi người cũng thấy rồi nhờ. Một tình bạn đẹp bắt đầu bằng lọ mật ong. Với Gaia, chú rồng con của Milim sau khi tái sinh đã trở thành một con quái vật hoàn toàn mới và nó là một người bạn đáng trân quý của Milim. Dù mới được sinh ra, nhưng Gaia sở hữu sức chiến đấu không hề tầm thường, thậm chí là phi thường. Chẳng hạn như một hơi thở rồng trên diện rộng đã có thể tiêu diệt một nhóm kẻ thù, hay dễ dàng áp chế sức mạnh của một con ma vật hạng B. Anh em đừng tưởng cấp B chỉ là hạng creep nhé. Vì trong volume 2, Regret đã nói rằng cấp độ tối đa của loài Ogre là từ B đến B+, mà Ogre lại là một trong những chủng tộc cao cấp ở rừng Jura. Bọn họ chính là những kẻ mạnh đích thực nên anh em hiểu, sức chiến đấu và tiềm năng của Gaia lớn đến đâu rồi đấy. Rimuru cũng mong chờ sự phát triển của Gaia trong tương lai. Với Vedora, theo gia đình Long Trùng thì Vedora là chú của Milim nhưng cả hai bọn họ đều xem nhau là bạn. Khâu giao tiếp và hành động của họ đối với đối phương tới hiện tại vẫn chưa có gì đặc biệt nên tôi chỉ nói được đến đó thôi. Với Lambris Ghi Crimson, bọn họ là bạn nhưng lâu hơn Vedora vì Ghi, Milim và Lambris đã coi đối phương là bình đẳng kể từ sau pha solo 7 ngày 7 đêm của Ghi và Milim. Với Carrion, sau vụ thổi bay mất lãnh thổ cộng thêm việc nhận ra bản thân quá yếu không xứng đáng được gọi là ma vương, người ngoài nhìn vào sẽ thấy các ma vương đều ngang hàng, nhưng Carrion thì đã nhận ra sự cách biệt sức mạnh của Milim so với mình nên đã sẵn lòng rời ghế để làm thuộc hạ của đứa quẩy tung lãnh thổ mình. Milim rất tin tưởng Carrion, cô đã phó thác mọi thứ lại cho Carrion. Dù đã biết điều hơn sau khi đánh với Milim, nhưng tận gái bẩn của anh vẫn còn khét lắm nên anh giữ mồm giữ miệng và hạn chế hành động của mình để cho chủ anh không phải hốt xác anh về. Đúng là báo từ chủ cho tới tớ. Về Frey, họ là bạn bè nhưng trong công việc thì rất phức tạp. Frey giống như bảo mẫu của Milim vậy, cũng không bao giờ tha thứ cho sự lười biếng, nghỉ việc vô cớ, trốn học, trốn làm của Milim. Với Midley, ông là linh mục trưởng cũng như là thủ lĩnh của những kẻ tôn thờ Milim, hay nói văn vở là hội trưởng fan club của cô rồng Loli. Ông là người quyết định về vấn đề thu nhập trên lãnh thổ của Milim. Đó là nhiệm vụ mà ông được giao và quyền đó mang lại cho Midley tất cả. Ông rất quan tâm đến từng bữa ăn và cũng thường hay tập luyện đấu tay đôi với Milim. Điều đó cũng một phần chứng tỏ được sức mạnh của ông ta. Milim thì cảm thấy Midley rất ồn ào. Với Gopta Ranga, sau vụ giải đấu của Tempest thì Milim đã lôi Gopta và Ranga đi tập huấn nên theo một cách nào đó có thể nói Milim là thầy của Gopta và Ranga. Nhưng có vẻ giáo viên Milim nghiêm khắc quá nên sau khi tập huấn bọn họ đã vào trạng thái thở oxy. Với Carrera, khi Rimuru phân bố lực lượng của mình đến lãnh thổ của các ma vương, khi nhắc đến hoàng sắc thì đã Gruel nhất quyết bảo thà không gửi con hơn nên Rimuru phải đổi sang mục tiêu Leon. Tất nhiên là Leon đồng ý thế nào được, đến cả Ghi cũng phản đối việc Carrera được gửi đến. Đúng lúc đó Milim nói rằng bản thân khá thích Carrera nên hãy gửi đến cho cô, giúp cho cả đám cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Sau khi đánh lãnh thổ của Milim được một thời gian thì Carrera và Milim đã trở thành bạn thân của nhau. Với Opera, đây là thuộc hạ mới của Milim. Cô đến để thông báo cho Milim về sự việc đang diễn ra bên ngoài và đầu quân cho Milim ở đầu volume 18 rằng Vedanava lúc nào cũng muốn ông ta có thể hồi sinh một cách dễ dàng và có lý do mà ông ấy không muốn sống lại nên việc cố gắng hồi sinh Vedanava là một sự bất kính đối với ngài ấy. Opera tin rằng thay vì cố gắng hồi sinh Vedanava thì con gái ông ấy Milim nên thay thế ông. Dù cách suy nghĩ có vẻ rất đậm mùi đá khi nghĩ Vedanava có thể tự hồi sinh, nhưng ít nhất trong bảy thiên sứ nguyên thủy, cô là người duy nhất biết bảo vệ con gái của chủ nhân. Với Chloe Obel, đây là một mối quan hệ đặc biệt vì nó mới chỉ có trong những vòng lặp trước của Chloe khi mà cô trưởng thành và trở nên rất mạnh. Cô đã trở thành bạn tốt với Milim, người mà thỉnh thoảng lại ghé qua Tempest. Học theo studio làm AOT nên hai đệ tử của tôi tạm dừng video tại đây, chia nội dung về Milim thành nhiều part nữa. Vậy nên anh em đừng bỏ lỡ phần sau để tận hưởng combo trọn vẹn về cô rồng Loli này nhé. Lưu ý rằng đây chỉ là video vắn tắt nội dung lại thôi nên để cảm nhận được 100% nội dung thì hãy đọc light novel. Đó là cách hay nhất và thú vị nhất vì mỗi người mỗi khác, góc nhìn của mỗi người là khác nhau. Biết đâu khi đọc anh em sẽ nghĩ ra được điều gì đó thú vị thì sao? Hẹn gặp anh em ở video kế tiếp nhé. Đừng quên like và đăng ký cho hai đệ tử bọn tôi. Còn có góp ý gì thì nhớ comment nhé, vì comment nào bọn tôi cũng đọc hết đấy. Bây giờ chào tạm biệt anh em.